Luôn xì. Luôn xì. Bên kia góc kia vậy. 5A1. Trời ơi, hai bạn này không biết tìm lớp chị đâu luôn, không biết chị học tầng mấy luôn. Nhìn nhanh nghe nào, xem nào có phải ở góc kia không. Kia rồi, bố đã nhìn thấy một bạn ở lớp của bạn là bờ si đây rồi. Bây giờ chúng mình sẽ... Ê, rồi. Đây. Đang đến lớp của bạn bờ si. Chị đã ăn chưa? Chị đã nào chưa? Ô, sao ra bảo? Ô, trời ơi. Lớp bảo ơi, mẹ đang tìm đấy, gửi qua điện cho bác đấy. Rồi, sao ra bảo nhìn thấy anh mà nó chạy đuổi theo luôn các bạn ạ. Đấy. Thôi, lớp của bạn bảo si vẫn chưa tan. Tuy nhiên thì bây giờ sẽ phải đưa các bạn nhỏ xuống dưới tầng 1 và đưa bạn ra bảo xuống để gặp mẹ bạn ra bảo đấy nhá. Có đưa diếp cho em. À kia rồi, bạn bảo si tan rồi, để xem bảo si ra chưa. Có ra qua chị đi. Thấy Hà Ninh chưa? Thật là đau, chưa tan. Trời, bác con si chạy, có ai? Có chạy vào lớp, gọi chị ra đây nhá. À, Hà Ninh rồi, nhanh em đi về. Thế á, sao bảo? Thế trường nhật xong đi rồi về. Sao này mà trường nhật? Ê Thành ơi, vậy định bảo mà chứa cái gì mà đúng không? Thôi, Hà Ninh bị trường nhật. Hồng Dốt có phải trường nhật à? Chứ nhận sao bố lòng ngoài này nhá. Bảo với anh cái là chạy ngay. Con gói cái gì đây? Đi xuống con. Coi. Nó bảo ơi đi xuống nhanh nhanh. Chạy xuống xuống xuống. Xuống là một. Đi xuống xuống. Rồi vậy là đã xuống đến tầng rồi, bây giờ thì cho bạn ra bảo ra gặp mẹ bạn ra bảo nhá. Ra bảo đâu rồi? Đúng đúng, bây giờ lạc mẹ rồi nhá, không tìm thấy mẹ luôn ấy. Về mẹ đánh chết. Hôm đêm bụng dạng ấy. Hôm đêm mẹ. Đấy, chạy đúng tao không tung. Thôi đi về đi. Hả? Mẹ gia đình không? Gia đình đâu? Con ra cho bục giảng thấy gia đình không? Vào bục giảng chơi đi, vào trong đấy chơi. Đi vào trong đấy. Rồi cho các bạn nhỏ vào khu bục giảng này chơi cho thích. Thôi bạn ra bảo chạy kìa. Đấy, chạy thẳng lên kìa. Ủa, nó chạy thẳng vào trống kìa. Còn đánh trống. Ui, đánh trống, lấy tay anh trống kinh chưa? Đây các bạn nhỏ chơi đấy rất là đau luôn đấy. Hả? Con vào đi. Bạn chơi đi, lên trên kia mà chơi. Bạn có gì à? Hả? 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 Thằng kia nó đang dậy ra nghịch trống kìa. Con đi đâu ấy? Hả? Cái gì? Thôi đi lên chỗ Hải Ninh đi. Để đón Hải Ninh về rồi đi đi muộn rồi con ơi. Bạn có gì ơi? Rồi, bây giờ thì sẽ lên trên tầng 3 để đón bạn bò si xuống để đi về luôn các bạn ạ. Đi nhanh. Đi lên tầng 3 con ơi. Đi lên tầng 3 đón chị bò si. Đi 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 đi. Chết rồi, bạn ra bảo bên lạc mẹ rồi, bây giờ khóc rồi thì mẹ rồi. Chết đi, hả? Cái gì? Ai bảo chạy đúng tung, mất mẹ rồi. Đâu? Không có đâu, mẹ về rồi. Thôi kệ, bỏ tay ra. Bảo chạy đúng tung lại lạc bác luôn đấy, bác cho đi về mình luôn đấy. Đi, lên tầng 3 để bác trở về nhanh. Lên tầng 3 đi.
Đâu đâu đâu? Ở đây à? Đi đi về đi. Đi. Đây rồi đây, Hà Ninh rồi, đây rồi đi. Hà Ninh ơi, sao Hà Ninh có hôm nào phải trường nhật à? Thế á? Thế nào toàn các bạn nữ trường nhật đấy à? Đi, đi về đi, đi về đi. Ô bạn ra bảo đâu? Đi. Ra bắt nó về đi. Trời ơi, nó ra kiểu nó nghịch luôn kìa. Đi về. Đi về, đi về. Ôi, xuống đồ chơi à? Đi về. Đi. Rồi, đi về thôi. Bọn này chạy như là giặc cái kính quá, nó nào kìa. Ủa, kìa không? Đấy, nó chạy nhanh kia cơ mà. Thôi kệ nó, bây giờ đi về đây. Hà Ninh ơi, đi ra ngoài xe đi. Nào, đi về, đi về, đi về. Bảo ơi. Anh mà. Có về không? Hà Ninh ra gọi nó về đi. Ủa, xe pháo kìa. Ra Bảo ơi, có về không? Chạy lúc nào chung. Cho ở lại giờ đi. Bảo về mãi không về. Cho ở lại đây nhá. Lên xe. Chạy lúc nào chung. Lên xe đi. Mẹ là đã đưa bạn Gia Bảo về đến nhà rồi. Bây giờ bạn Gossi sẽ đưa bạn Gia Bảo lên trên nhà với mẹ nhá. Lên xong xuống luôn nhá. Bạn Gossi ơi, lên xong xuống luôn nhá. Ô, ê, nó đâu? Lên đi, Gia Bảo lên đi, đưa lên cho gia đình nhá. Đưa lên mà đưa lên này cơ mà. Đi họp. Đi lên. Gia Bảo lên đi, lên đi, về bác con đi. Tâm bảo nâng nhăng nhỉ. Rồi, vậy là đã về đến nhà rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn nhỏ là chỉ cần thay quần áo đi học và mặc về một bộ rất là đẹp để đến dự trung thu đấy nhá. Cái không? Cái xe à? Hả? Thôi bố không ăn. Đi. Lên đi, lên đi vào thay quần áo. Rồi các bạn ơi, đây các bạn nhỏ chúng ta đã chuẩn bị sẵn quần áo đấy rồi. Nào, quần áo của ai đâu? Quần áo của con này. Quần áo. Còn bác có gì quần áo không? Quần áo con gì đâu rồi? Con chó bên mình, quần của mẹ. Con chó bên mình đi làm. Đâu, quần áo bác con gì đâu? Con trong đồ này. Nhanh. Rồi. Rồi. Nào các bạn chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng chưa? Hả? Bây giờ chúng ta 1, 2, 3 thì thay quần áo nhá. 1, 2, 3. Wow, vậy là các bạn nhỏ ta đã thay xong rồi. Ủa ai? Bạn là bờ xì thì trông như một kiểu là bạch tuyết ấy nhỉ? À, trông công chúa nhỉ? Công chúa ấy. Còn bạn là sai xì của ta thì trông như một cô cám. Giống... Hả? Ngày xưa ăn rồi là cô cám. Đúng mà, cám mà. Ăn làm cô chấm sợ trèo cây cao quá. Ờ, bây giờ còn bạn cô xì thì trông giống như một đứa trẻ. Đi, 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 xuống đi. À, bạn cô xì trông giống một người lớn rồi. Như một người lớn. Đâu, bạn sai xì đâu ấy? Bạn ra gì thích làm gì? Làm tấm hay làm cám? Thích làm tấm hay làm cám nào? À, bạn Sasi bây giờ lớn rồi, bạn không nhận bạn làm cám nữa, bạn thích nhận làm tấm nữa. Thôi được, ok. Tấm, là giống như một cô tấm, nhưng mà cô tấm ở nhà. Đi, nhanh. Nào, nhanh lên, xong chưa? Rồi, các bạn ơi, vậy là cô tấm mấy cả. Đâu rồi? Lại trên lên, ủ gần tất điện. Rồi, cô tấm mấy cả cô cám xuống rồi. Đây là cô cám, bây giờ đây là cô cám. Đi. À, buộc tóc vào đi. Thôi đi thôi. À, hôm nay các bạn nhỏ chúng ta diện rất là đẹp luôn. Bây giờ thì phải đi bộ ra ngoài kia để lấy xe nhá. Đi thôi. Đi. Đóng cửa vào, sập cửa vào. Thằng con nhanh lên. Nhanh lên. Ai mà không ra nhanh thì bị sập cửa ở dưới ấy. Trông mặt sát thủ chưa kìa. Trông. Úi dồi ôi. Nhanh đi. Chết rồi. Hôm nay mặc bộ. Đi, mặc bộ này Hải An, Hải An trở thành người hầu rồi. Bạn con Si cũng trở thành người hầu. Thế đi. Ai ui. Không phải, không phải, không phải. Đi, làm gì đấy? Không phải ôm lên, đúng chạm đất đâu mà ôm. Để xuống cho đẹp. Quay anh trước đây rồi. Được rồi, nổi trội đấy nhỉ. Tiên như kiểu là cô dâu nhỉ. Đi. Thôi đi thôi, đứng lên gì. À? Sợ chó à, sợ chó à? Okay. À.
Sợ gì với con chó đấy? Đi. Đi thôi. Đấy mà không sợ, con chó buộc rồi còn gì nữa. Con chó biết tí sợ gì? Nó toàn người nhát đó bạn. Bạn sợ gì ơi? Không cầm cái dây cổ tóc đi à? Không ai cầm một dây cổ tóc đi chạy buộc cần gì? Đi. Xếp hàng đứng đây đợi chó à? Nhìn chó à? Không, con tự đi đi. Con đi không? Không muộn đấy. Hà Linh trông giống công chúa đấy. Trông giống công chúa ở trong cái video của Hậu Hoàng ấy. Bị con người tát cho phát tỉnh dậy. Kìa đi đi, ăn đi lốt đi, coi cả hai người. Bạn mới xin đi rồi mà hai bạn này còn không đi, đứng đây này. Buôn xì. Buôn xì.